OK, chào anh em đã quay trở lại với kênh đầu tư chứng khoán cùng anh Lương Việt. Hôm nay thì mình có một cái video khá là hay mình muốn chia sẻ với anh em, đó là cách mua gom. Thực ra là cái này là video này là dành cho anh em khách hàng chủ yếu rồi, tại vì là mình cũng đã hứa với anh chị em khách hàng là sẽ làm một cái video hướng dẫn đó là mua gom như thế nào. Tất nhiên cái này chỉ mang tính chất là dành cho khách hàng của mình nhá. Còn anh em ở trên cộng đồng thì anh em sẽ tham khảo và anh em sẽ sử dụng làm sao cho nó linh hoạt, tại vì là khi mình mua gom ấy là mình có nhắc thêm ở trong group khách hàng nữa, chứ không phải là một video này là nó sẽ là đầy đủ hướng dẫn chi tiết nhá. Nó chỉ là mang tính chất là để các bạn hiểu về tư duy là sẽ mua bán như thế nào, mua gom như thế nào thôi. Đấy, OK. Đầu tiên thì chia sẻ với anh chị em như thế này, một cái chu kỳ trong vòng ngắn ấy nó sẽ rơi khoảng 5 năm. 5 năm. Ở trong đó thường nó sẽ có khoảng 1,5 năm tăng, 1,5 năm giảm và đi ngang, tức là một một chu kỳ nó sẽ diễn ra nho nhỏ khoảng 4-5 năm. Đấy, vậy thì chúng ta đã đi qua một pha tăng, cũng đã đi qua pha giảm và bây giờ chúng ta đang ở pha tích lũy. Và cái pha tích lũy này ấy nó thường kéo dài khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi trước khi nó bước vào một cái đà tăng mới. Đấy, thường như vậy, hay em còn gọi là một chu kỳ đáy ngắn hạn. Dựa vào cả những cái yếu tố vĩ mô thì em đã phân tích cho cả nhà lại tại sao nó là chu kỳ đáy ngắn hạn ở những video trước rồi, chứ live stream suốt ngày rồi đúng không? Cái này chúng ta chỉ tập trung là đây là chu kỳ đáy. Vậy thì cách mua gom là như thế nào? Chia sẻ với anh em cái số 1 ấy là ở chu kỳ đáy ấy, thì đây là thời điểm mua gom mà 4 năm anh em có một lần. 4 năm, tầm 3 năm 4 năm anh em mới có một lần để mua như này. Cái thời điểm gần nhất nó là năm 2018 2019. Tức là khoảng 4 5 năm trước và bây giờ nó đang lặp lại cái việc đó. Và cái cách mua gom này em ứng dụng ra là chỉ là mua ở chu kỳ đáy. Nhá, ở chu kỳ đáy thôi, tức là chu kỳ khi mà kinh tế nó đang xấu. Nói thẳng ra là như vậy. Các bạn có thể xem một cái video bài ghim của em cũng đã view từ tháng 11 năm ngoái, đó là đến quý 2, quý 3 năm nay là có thể mua được, mua gom dần được. Và đây là cách mua gom. Cách này là cách mua gom dành cho những nhà đầu tư mà theo trường phái là hơi dài hạn một chút nhá, dài hơi một chút, chứ không dành cho những anh em mà anh em là bảo là muốn ăn ngay không. Cách mua gom này nhá, em trích ra từ một phần trong cái khóa học đánh sóng của em. Khóa học này thì em có dạy ở trong cuối, em vừa mới dạy xong rồi. Nhưng mà cái lịch tiếp theo là phải tầm cuối tháng 6 cơ. Nhiều anh em hỏi nhưng mà em chưa có thời gian để em dạy đâu. Thì một phần là trong đấy. Nhưng không thể nói kỹ được bằng trong đấy, nhưng mà có thể nói sơ bộ được cho anh em để anh em tham khảo. Ví dụ ở đây, đây là cái cách, cái số 1 nha, là 4 năm mới có một lần. Nhưng cái số 2 muốn chia sẻ với cả nhà đó là cái cách mua gom như thế nào. Thì ở đây cái cách mua gom ở đây em dựa vào một cái yếu tố em gọi là volume lịch sử. Rất nhiều anh em mua bán cổ phiếu ấy, anh em thường tập trung vào những cái trạng thái kỹ thuật của nó để anh em mua bán, dùng Fibo, dùng này dùng kia. Nhưng em, đối với cá nhân em có một cái cách, đó là em dựa vào volume lịch sử. Cái cách này thì thực ra là anh em học viên là sẽ rõ nhất, nhưng mà bây giờ thì khách hàng cũng phải rõ được cái này. Cộng đồng anh em có thể tham khảo cách này. Cái volume lịch sử này rất ít khi dùng và rất ít người dùng, tại vì thời gian nó chỉ kéo dài khoảng 2 đến 3 quý thôi và 4 5 năm mới gặp một lần, mà đa phần là anh em tham gia giai đoạn này được mấy ông cũ đâu, mà mấy ông cũ chắc gì ông đã chia sẻ đúng không, thì đa phần là những người mới, vì thế anh em thường là không có kinh nghiệm trong vấn đề mua gom. Đấy, mua gom này có thể là 2 năm 3 năm là dành cho những anh em đánh chu kỳ nhá, nhắc lại nhá, chứ không phải là mua ngắn hạn là đòi anh em đòi ăn luôn nhá. Chết đấy, đây là mua gom để đánh chu kỳ. OK, em ví dụ ở đây là con đích mua gom này thì anh em phải dùng những cái con mà ít nhất nó phải có cơ bản và nó có lịch sử, chứ không phải là anh em dùng một cái con mà nó mới lên sàn nay 2021, nó mới lên sàn rồi vô nó chỉ 3.000 4.000 nó đánh lên 10.000. Anh em ít nhất nó phải có một chút cơ bản gì đó, có lợi nhuận đúng không? Đấy thì anh em mới có thể mua gom được. Anh em lưu ý nhá, đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là anh em dựa vào vô lịch sử thì anh em bật hộ em chắc tuần lên, bật chắc tuần lên, bật chắc tuần lên, anh em xem tuần nào nổ vô. Tại sao nó lại nổ vốn? Nổ vốn chứng tỏ là có dòng tiền đã tham gia trước đó thì nó mới nổ vốn, không thì nó không bao giờ nó nổ vốn. Dòng tiền này có thể là dòng tiền của tổ chức, dòng tiền này có thể là dòng tiền của ban lãnh đạo, dòng tiền này có thể là dòng tiền lớn và nó đã gom ở đó.
và nó đã gom ở đó thì bây giờ về đó nó có muốn gom lại không? Có chứ. Chu kỳ trước về đó nó đã gom. Thì bây giờ lại về đó thì nó có gom không? Có. Câu trả lời là có. Vậy thì mình hãy gom cùng nó đi. Đúng không? Nhiều anh em bảo dòng bất động sản nó xấu, nó xiếc này kia, em không quan tâm. Nhá. Ở chu kỳ đáy này thằng nào chẳng xấu. Làm gì có thằng nào tốt. Nhưng anh em cứ nhìn trong một chu kỳ tăng xem. Nhóm tài chính là nhóm tăng mạnh nhất. Đầu tiên là anh em chọn cổ nhá. Cái vấn đề đấy là anh em hay anh em chủ động nhá. Chứ em ở đây em chỉ hướng dẫn mua gom thôi, chứ còn chọn cổ nào mua gom thì cái đó anh em nên chủ động. Nhà nên chủ động. Và trong room khách hàng thì em sẽ cho anh em tham khảo vài mã. Còn em thì em không khuyến nghị trực tiếp trên đây, nó không hay lắm. Nhà nó không hay lắm, nên để cho anh em tự tìm hiểu. Và chúng ta đang nói là cách mua gom, chúng ta không nói là mua cổ nào. Ok, ví dụ con Đích, em xác định vô lịch sử của nó là ngày 13 tháng 11 năm 2017 có nổ một cái tuần vốn rất to. Ở đây ở giá tầm giá 9, em cứ cho như là trước chia hay là phát hành thêm cái gì không biết, nhưng mà hiện tại là em thấy là tuần mua rất to ở vùng giá 9, giá 10. Chắc chắn rồi, về giá 9, giá 10 sẽ có người mua. Chắc chắn luôn, về giá 9, giá 10 có người mua. Chủ tịch cứ mua ở đây này, chủ tịch mua ở đây này. Phó chủ tịch đúng không? Đấy, ví dụ vậy. Đấy, mua giá 11, 13. Đấy, vậy đúng không? Và vô lịch sử to nhất mà khi nó đánh break đỉnh, đỉnh này, anh em thấy có cái đỉnh 2010 không? Nó break đỉnh này. Thì đây là vô lịch sử to thứ hai là mùng 2 tháng 8 năm 21. Vậy thì em lấy cái vô lịch sử ở đáy cộng với vô lịch sử mới đợt tháng 11 năm 2022. Đấy, anh em thấy vô nổ vô lịch sử chưa? Chính đây là vô lịch sử này. Vô lịch sử là gì? To nhất của bố vô. Đấy, và càng những cổ phiếu càng có cơ bản thì cái này, cái điều này càng rõ nét. Tại vì sao? Tại vì dòng tiền nó tập trung vào những cái cổ phiếu như thế này. Chứ nó không ra những cái cổ phiếu con 3-4 nghìn anh em sẽ thấy nó loạn xì ngậu đi. Đánh cái này nha, đánh gom, đánh dài, đánh tiền lớn. Cái này là em giải ngân cho rất tiền lớn, khách hàng của em lớn thì em đều có view từng cổ một như này để khách hàng giải ngân. Ví dụ nha, đoạn này là em đã giải ngân khoảng 40-100 tỷ cho tổng tất cả các khách mà muốn mua gom. Thì nhá, phải khoảng 80 tỷ là em tập trung gom như thế này. Còn 20 tỷ là để đánh ngắn hạn. Tại vì chu kỳ đáy này nhá, mua gom quan trọng hơn. Chu kỳ đáy này mà trôi kiểu ngắn hạn anh em biên ít lắm, 10-15%. Đúng không? Mua gom hay hơn chứ. Đúng không? Vậy thì ở đây thì em có thêm cách mua gom để cả nhà có thêm góc nhìn. Không bảo lương là ui, sao tài khoản nó toàn mua gom nhỉ? Đấy, em nói là mua gom SSI nó gom mấy trăm nghìn. Rồi anh em lại bảo là ui, lương toàn mua gom nhỉ? Bây giờ mình mua cùng với nó ngắn hạn nó biết có ăn không? Đấy, rất là khó. Đúng không? Rất là khó. Nói bây giờ là nói cách mua gom. Thì vô lịch sử ở đây em xác định được có 3 cái vùng. Có 3 cái vùng cả nhà nhìn nhé. Em lấy cái phần trên đỉnh ở cái vùng mùng 23 tháng 8 em kẻ một cái đường. Và em lấy cái vùng ở cái đáy này, cái đáy 10.8 này ở vô lịch sử này thì em kẻ một cái đường. Đấy, em kẻ hai cái đường. Và vượt cái đường bên trên thì em gọi là vùng lạc quan. Và sướng cái đường bên dưới thì em gọi là vùng an toàn. Và em kẻ một cái đường ở giữa hai cái đường này em gọi nó là vùng tích lũy. Anh em bảo là kiến thức này là kiến thức ở đâu nhé, chẳng kiến thức ở đâu cả. Đây là kinh nghiệm của em. Khi mà em đánh thị trường sideways và em đánh gom, em đánh chu kỳ đáy là em đánh như thế này. Chứ anh em bảo là từ sách vở nào, em chẳng có sách vở mẹ nào đâu. Đấy, thế cho nó vuông nhá. Không là anh em lại bảo ui lấy kiến thức từ đâu. Không, chẳng kiến thức từ đâu cả. Kiến thức này là kiến thức cá nhân, trải nghiệm. Đấy, chia sẻ lại cho anh em là vô lịch sử. Thì em lấy một cái đường kẻ giữa này là cái đường an toàn. Và em chia ra, từ cái đường kẻ giữa này xuống dưới em gọi là vùng an toàn. Từ cái đường kẻ giữa này lên trên em gọi là vùng tích lũy. Và từ cái đường trên này em gọi là vùng lạc quan. Khi nào mà thị trường bước vào vùng lạc quan thì khi đó dễ có chen tăng, dễ có bắt đầu vào sóng tăng. Còn khi nào mà nó cứ loanh quanh lởn vởn ở đây ấy, thì nó còn tích lũy dài dài. Và tích lũy dài dài. Khi nào mà nó vượt trên khỏi cái đường lạc quan này ấy, là khi đó là bắt đầu vào sóng tăng mạnh rồi đấy. Đấy, vì thế nên là anh em sẽ cẩn trọng đây nha. Ví dụ nó sẽ lên đây, nó lên đây, nó vòng vòng này. Đến lúc này nó lên đây thì lúc này đây bắt đầu chuẩn bị vào sóng tăng mạnh này. Đó, vùng lạc quan tức là đã gom hàng xong. Anh em hình dung không? Đấy, đấy là cái cách mà anh em nhìn nhận vấn đề nhá. Vậy thì ở đây sẽ gom là gom vùng nào? Em ví dụ đây, đây cái gom này, điểm 1 này. Là em phải gom ở đáy cũ. Đáy cũ em phải gom vùng lái, ví dụ đáy này đáy 11 đúng không? Đáy 10 11 là em sẽ phải gom 20%. Ví dụ em định gom 3 tỷ đích thì em sẽ gom 20% đích ở vùng 10 11. Cái điểm 2 em sẽ quanh gom mùng 15 cộng, tức là cái đường giữa này. Và nửa cái đường giữa, tức là ở giữa cái vùng an toàn này em sẽ gom thêm khoảng 50%. Tức là từ cái đường giữa an toàn này quanh vùng 15, 16 này em từ xuống là em gom 50%. Xuống đến 11, 10, 11 em gom thêm 20% nữa.
Và đây này, hàng sẵn tài khoản này, hàng sẵn tài khoản này là luôn 30%. Tức em không cần biết, bây giờ là em sẽ mua ở quanh vùng 20 đổ xuống là em phải có hàng 30% là em cầm trong tay đã. Như cá nhân của em thì đích về tầm 11 là em đã có 30% hàng. Em đang có vùng giá đó. Nhưng với anh em nào mà muốn gom từ cái vùng này chẳng hạn, thì anh em sẽ gom ngay từ giữa đường an toàn đổ xuống là anh em đã phải gom 30% rồi. Để có vị thế. Nguyên tắc là có vị thế thì mới gom được tiếp. Nếu mà anh em không có vị thế nhá, anh em gom cực kỳ khó luôn. Em nói thật. Tại vì cái quan điểm của em ấy là gom, tức là em đánh ngắn trong đánh dài. Tức là em gom, em biết là vùng này nó gom, thì khi nào nó nổ vôn, nó định break thì em lại bán bớt đi. Em canh dưới em lại gom lại. Đấy, tức là em canh điều chỉnh em lại gom. Vì thế em là đánh ngắn trong dài, em vừa có lợi nhuận ngắn hạn, trong dài hạn thì em vẫn thực hiện được cái mục tiêu mua gom. Cả nhà anh dung không? Thì cái này là tùy cả nhà có muốn đánh theo cái cách này hay không thôi. Chứ còn em thì em đánh theo cái cách này là để em vừa có lợi nhuận ngắn hạn, em vừa thực hiện được cái mục tiêu mua gom của em. Nhá. Vì thế em bắt buộc em phải lấy vị thế. Không có hàng sẵn trong tài khoản em không chơi được. Em không chơi được. Nhá. Đấy, đấy là cái câu chuyện liên quan đến mua gom và cổ phiếu nào cũng vậy. Anh em cứ làm như vậy. Ví dụ một con này nữa nhá, cho cả nhà nhá. Ví dụ một con là con SSI. Đấy, em cũng xác định vùng tích lũy, vùng lạc quan, vùng an toàn, bật chặt tuần lên, nhìn vô lịch sử, khoanh cái vô lịch sử vào. Đấy, đã biết vô lịch sử nó đang ở vùng 12 13, đúng không? Ở đường an toàn này nó quanh 20 thì quanh 20 này có thể lấy vị thế. Tức là quanh cái đường an toàn này bắt buộc anh em phải lấy trước vị thế 30%. Sau đó nó tăng hay nó giảm lúc đấy tính tiếp. Đúng không? Nó giảm thì mình mới mua được. Còn nó tăng thì làm sao? Nó tăng lại tính tiếp. Đấy. Nhiều anh em sẽ hỏi một cái điều đó là: anh ơi, thế cái điểm mua ở đáy này nó không về đáy nữa thì sao? Thì sau này nếu mà tích lũy nó vượt lên trên vùng này, anh em thấy tích lũy chuẩn bị bước vào trend tăng rồi, khi vĩ mô có thứ ổn định hơn rồi, chuẩn bị bước vào trend tăng, đúng không? Thì anh em sẽ mua cái điểm ở dưới này, anh em vòng lên mua điểm ở trên. Đấy, cả nhà anh dung không? Chứ không cả nhà bảo là: ơi, nó không về vùng này đâu, đừng gom. Chưa nói trước được vấn đề đấy nhá. Sau này nó vào trend tăng, mình lấy cái tiền ở dưới đấy mình lên mình mua ở trên vùng tích lũy cũng được, không sao cả. Cả nhà anh dùng cái cách mua gom không ạ? Ok, cả nhà xem kỹ lại video này nhiều lần nhá. Đây là một cái video mà em muốn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân thực chiến của em ở trong chu kỳ đáy. Và cái chu kỳ đáy này, ai mà nhiều tiền mà gom theo cách này, sau khoảng 2 năm nữa, nếu sau khoảng 2 năm nữa nhá, thị trường bước vào trend nhá, thì anh chị sẵn sàng là anh chị sẽ có x2, x3 tài khoản nhá. Thực ra nói cái điều này thì em nghĩ rằng nó là hơi sớm và nhiều anh chị sẽ cảm thấy là không tin. Nhưng ai trải qua những cái chu kỳ như thế này rồi mới cảm nhận nó rõ hơn. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em đầu tư thành công. Anh em mà muốn đăng ký vào group khách hàng thì anh em nhắn qua Zalo ở trên màn hình thì sẽ có anh chị em nó trợ lý nó hỗ trợ nhá. Em sẽ cho trợ lý hỗ trợ anh em đăng ký thủ tục vào room. Còn ngoài ra thì anh em có thể tham khảo, không muốn vào thì anh em tham khảo cái cách này để anh em có thể mua gom cho cổ phiếu của mình trong chu kỳ tới. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em đầu tư luôn thành công. Đừng quên để lại một follow, một tim, một comment ủng hộ kênh nhé.